Xin chào mừng các bạn đến với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiết kế infographic trong phần mềm PowerPoint. Các bạn click chọn vào thẻ Insert. Chúng ta sẽ chọn ra vào phần Shape, các bạn chọn cho mình một hình tròn khuyết như này nhé. Chúng ta sẽ giữ phím Ctrl cộng Shift để chúng ta vẽ ra một hình tròn. Tiếp theo là các bạn sẽ click chọn vào điểm nút màu vàng, chúng ta sẽ thu nhỏ hình này lại. Tiếp tục là các bạn Ctrl-C, Ctrl-V, chúng ta sẽ copy ra một đối tượng thứ hai. Các bạn đặt vào và tiếp tục chúng ta sẽ phóng to thành đối tượng thứ hai. Ctrl-C, Ctrl-V để chúng ta có đối tượng thứ ba. Tiếp tục các bạn phóng to ra cho mình. Và chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng thứ tư. Cũng tương tự như vậy, chúng ta giữ phím Shift và đưa vào góc của đối tượng hình tròn. Chúng ta sẽ kéo được một hình tròn hướng ra từ tâm. Tiếp tục là các bạn quét qua toàn bộ các đối tượng này, các bạn vào thẻ Format, các bạn click chọn cho mình là Align để chúng ta căn chỉnh là căn giữa và căn theo chiều dọc. Các bạn vào phần Shape Outline, các bạn bỏ cho mình đường viền đi là No Outline, chúng ta sẽ không sử dụng đường viền cho đối tượng này. Các bạn vào thẻ Insert, các bạn click chọn cho mình vào phần Shape, các bạn chọn cho mình hình mà hình tròn có một cái điểm khuyết, chúng ta sẽ giữ Ctrl Shift để vẽ. Tiếp tục là chúng ta sẽ đổi màu cho đối tượng này. Các bạn sẽ chuyển cho mình sang màu vàng, đường viền chúng ta cũng sẽ đổi thành là không có đường viền. Các bạn trượt phải vào đối tượng, chọn cho mình là Format Shape. Trong phần Fill, các bạn sẽ cho mình cái độ mờ của đối tượng xuống. Đó, chúng ta có thể nhìn xuyên qua đối tượng xuống bên dưới. Các bạn sẽ phóng to đối tượng này ra. Tiếp theo là các bạn copy cho mình thành 4 hình ảnh nhé. Chúng ta sẽ có 4 hình ảnh giống nhau. Đó. Rồi các bạn giữ phím Ctrl, các bạn chọn cho mình cả 4 đối tượng này. Chúng ta sẽ tiếp tục căn lề là căn giữa và căn theo chiều dọc. Đó, chúng ta sẽ giảm cái độ mờ của 4 cái đối tượng này xuống. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt cho từng hình tròn. Đối với hình tròn đầu tiên thì các bạn sẽ kéo cái đường viền này xuống bên dưới một chút. Và phía đầu bên này các bạn sẽ kéo cho mình về phía bên tay trái. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành cắt đối tượng bằng cách là các bạn click chọn vào hình tròn và các bạn chọn vào cái hình mà chúng ta vừa mới thay đổi góc độ. Chúng ta vào phần Format Shape, các bạn click chọn cho mình là phần là Intersect để giữ lại cái phần mà giao nhau của hai đối tượng. Tiếp tục là chúng ta chọn vào một cái hình hình tròn, các bạn tiếp tục là kéo cái điểm nút màu vàng xuống bên dưới cho mình một chút. Phía bên trên chúng ta cũng sẽ kéo. Như vậy là chúng ta sẽ có một góc độ thứ hai. Các bạn tiếp tục chọn vào đường tròn thứ hai và chọn vào hình tròn. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục là Format Shape, chọn cho mình là Intersect. Đó, tiếp tục là với hình tròn, chúng ta sẽ tiếp tục là kéo xuống. Chúng ta sẽ kéo xuống một chút nữa. Và chúng ta bên trên này các bạn sẽ kéo cho mình thêm một chút như trên này. Bạn chọn cho mình là hình tròn số 3 và chọn cho mình cái hình tròn mà chúng ta vừa mới thay đổi góc độ. Và phần Format Shape, chọn vào phần là Intersect. Tiếp tục là hình tròn cuối cùng, các bạn cắt cho mình tiếp. Phía bên dưới này chúng ta sẽ kéo thay đổi góc độ của đối tượng này lên trên này. Đó, và chúng ta tiếp tục chọn vào hình tròn, chọn vào hình tròn chúng ta vừa thay đổi góc độ. Và phần Merge Shape, các bạn click chọn cho mình là Intersect. Như vậy là chúng ta đã có 4 hình tròn. Sau đây thì các bạn sẽ vào các bạn tiến hành đổ màu cho các đối tượng này cho mình. Đối với hình tròn đầu tiên thì chúng ta sẽ đổ màu. Các bạn vào Standard chọn cho mình là màu cam. Hình tròn thứ hai chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ đổ màu cho các màu sắc còn lại. Sau đó các bạn sẽ quét chọn qua toàn bộ các đối tượng này. Chúng ta sẽ di chuyển đối tượng này lên bên trên này. Các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình là Shape. Các bạn vẽ cho mình một hình. Các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình một hình chữ nhật. Chúng ta sẽ vẽ một đường như này. Các bạn sẽ ấn phím Ctrl và kéo con trỏ chuột để phóng to lên một chút. Các bạn sẽ xoay đối tượng này, đặt vào đây.
Tiếp tục là chúng ta sẽ copy ra ba đối tượng tiếp theo. Sau khi đặt đối tượng vào các vị trí, các bạn giữ phím Ctrl chọn vào cả 4 đối tượng. Các bạn vào phần Format, các bạn click chọn cho mình là phần Shape Outline. Chúng ta sẽ bỏ đường viền của 4 đối tượng. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là hợp nhất các đối tượng này lại. Các bạn ấn vào hình tròn thứ nhất, các bạn giữ phím Ctrl. Khi có dấu cộng xuất hiện, các bạn chọn vào hình thứ hai. Các bạn vào phần Merge Shape chọn cho mình là Union. Tiếp tục là hình bên dưới chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Giữ phím Ctrl, chọn và click chọn là Union để hợp nhất các đối tượng lại với nhau. Như vậy là đối với hình bên dưới này, chúng ta cũng sẽ click chọn vào đối tượng và ấn vào phần là Union để hợp nhất. Với hình tròn màu vàng này, nó đang có một cái điểm nó đang hơi mở rộng ra một chút, thì chúng ta sẽ ấn dịch xuống bên dưới. Chúng ta sẽ mở rộng ra. Đó. Bạn sẽ kéo cái góc của nó rộng ra một chút. Tiếp tục là các bạn sẽ quét chọn chuột qua toàn bộ các đối tượng này. Lúc này thì các bạn sẽ di chuyển được các đối tượng. Các bạn ấn vào phần tổ hợp phím là Ctrl G. Thì lúc này chúng ta sẽ gộp nhóm các đối tượng thành một đối tượng chung. Thì các bạn có thể giữ phím Ctrl cộng Shift để thu nhỏ đối tượng này lại một chút. Để chúng ta tiếp tục là thao tác. Tiếp theo là các bạn vào thẻ lệnh là Insert. Các bạn click chọn cho mình là Shape. Chúng ta sẽ vẽ một hình tròn. Các bạn sẽ giữ phím Ctrl Shift để tạo ra một hình tròn. Chúng ta sẽ vào phần Shape Outline, các bạn bỏ cho mình đường viền đi. Tiếp tục là chúng ta sẽ Ctrl-C, Ctrl-V để copy ra một hình tròn thứ hai. Đối với hình tròn thứ nhất thì các bạn vào đổ màu cho mình. Thứ nhất là chúng ta đổ thành màu cam. Trong phần Shape Effect này, các bạn click chọn cho mình vào phần là Shadow. Chọn cho mình bóng đổ về phía bên tay trái, bên dưới. Và trong phần Format Shape này, các bạn vào phần Shadow. Chọn cho mình tăng cái size của nó lên thành 102. Độ mờ của nó sẽ tăng thành là 10. Như vậy là chúng ta đã có hình tròn đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ hình tròn ở phía bên trên, các bạn sẽ ấn Ctrl Shift thu nhỏ lại một chút. Các bạn sẽ đổi cho mình hình tròn này về format, chọn cho mình là Shape Fill, đổi cho mình màu trắng. Đường viền chúng ta cũng sẽ là màu trắng. Vào phần Shape Effect, các bạn chọn cho mình trong phần Shadow. Chúng ta sẽ đưa cái đường bóng, sẽ có một cái đường bóng chìm vào phía bên trong của đối tượng. Các bạn sẽ bỏ phần No Outline đi. Đó, tiếp tục là các bạn sẽ cho mình một cái đường điểm mờ này, nó sẽ hơi mờ một chút sâu vào bên trong. Các bạn sẽ quét qua đối tượng này, chúng ta sẽ ấn Ctrl-C, Ctrl-V. Chúng ta sẽ có đối tượng hình tròn thứ hai. Tiếp tục là chúng ta sẽ có hình tròn thứ ba.
chúng ta sẽ đổi màu cho hình tròn thứ hai này. Các bạn vào click chọn cho mình màu sắc. Chúng ta sẽ đổi màu của hình tròn bên dưới các bạn nhé. Sau khi xong thì các bạn click trượt phải vào trong hình nền này, các bạn chọn cho mình là format background. Các bạn đổi cho mình trong phần solid fill này, chúng ta sẽ đổi thành cái màu mà nó sẽ hơi tối so với cái phông nền một chút. Các bạn tiếp tục vào thẻ insert, click chọn cho mình vào phần icon. Chúng ta sẽ chèn thêm cái biểu tượng vào trong cái sản phẩm mà chúng ta đang thiết kế. Tiếp tục là các bạn sẽ tiến hành đổ màu cho các icon này. Các bạn click chọn vào trong phần graphic fill, chúng ta sẽ đổ màu cho các đối tượng này. Sau khi xong phần bố cục của phần thiết kế, các bạn sẽ vào phần thẻ insert, các bạn chọn cho mình là text box để chúng ta thêm phần text cho đối tượng là info graphics design. Chúng ta vào insert shape. Tiếp tục là các bạn sẽ tạo cho mình một đoạn văn bản giả, các bạn vào phần Google nhé. Sau đó các bạn copy cho mình một đoạn văn bản giả này vào. Chúng ta ấn Ctrl C và quay trở lại bản trình chiếu nhé. Các bạn ấn Ctrl V vào cho mình. Các bạn tiếp tục copy và copy cho mình một đoạn văn bản ít hơn. Chúng ta sẽ ấn vào màn hình của chúng ta, tạo thêm đoạn văn bản nữa, các bạn thu nhỏ lại cho mình. Chúng ta sẽ đặt vào phía bên trong của hình tròn này. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm là infographic trong phần mềm PowerPoint. Các bạn sẽ cùng nhau xem sản phẩm sau khi chúng ta thực hành. Như vậy là trong video này, mình hướng dẫn các bạn cách thiết kế infographic trong phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.